xin tục xin mời anh xin tục nói vâng. thêm cái phần này vâng thì tôi thấy cái đó cũng là một cái điểm rất đáng nêu ra nêu ra và đáng được mô sẻ là vì uh, Tuy nhiên khi người ta nghe một cái chương trình của Đài Voa uh, viết nói về một cái đài tiền niệm nhân cộng sản là tại thủ đô Washington là nơi đặt cái trụ sở Đài Voa mà lại do một người bên Tây viết thì có lẽ ngay chính tôi cũng cảm thấy một cái gì hơi cháy khoáy tại xã ở tại Washington đã qua không có phóng viên không có đặc phái viên mà viết một cái bài thường thường là một tờ báo cũng như là một cái một cái đài phát thanh hay đài truyền hình thì các người phóng viên các người phóng viên tại địa phương là cái người mà trách nhiệm về những cái sinh hoạt ở tại địa phương đó người ừ. đó sẽ nói về những cái biến cố xảy ra những cái sự kiện xảy ra ở trong cái địa phương đó chứ không phải là một người ở bên tây mà lại viết về, về, về một cái một cái biến cố một tôi, cái tôi thấy này anh Sơn Tùng đây có một cái điểm mà cũng có thể là một cái điểm tâm lý mà tôi nghĩ là bởi vì mình là cái người chống cộng sản rồi và 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 chắc chắn là mình không bao giờ mình thỏa hiệp với những cái tội ác cộng sản rồi thành ra khi những cái điều mình viết đó, có thể là những người bên nhà họ cho là mình quá khích hoặc là mình ấy họ không muốn nghe à, Bùi Tín là đã là cộng sản này và bây giờ bùi tín chống lại cộng sản thì người ta nghĩ đài loan nghĩ rằng à cái anh này nó nó trước đó là cộng sản bây giờ nó chống lại cộng sản thì có thể cái tiếng nói đó người dân trong nước người ta biết cái anh bùi tín thì nhiều hơn và người ta nghe ông ta nhiều hơn có thể do đó dù là ông ở bên tây mà ta vẫn đăng cái bài của ông nó tôi nghĩ nó là một cái tâm lý cái đó tôi, có thể tôi cũng sai nhưng mà tôi nghĩ cái đó là tôi lại... hoàn toàn đồng ý với anh anh, anh đinh hùng cường có đó à. cũng là một cái do cũng như là à. À, trong cái DVD về sự thật về Hồ Chí Minh hôm trước đây thì những cái người mà ở trong hàng ngũ cộng sản cũ nói nó có cái sức mạnh thuyết phục hơn là những cái người mà ở phía bên này thì tôi thấy cái đó cũng là một cái có thể nhưng mà tôi nghĩ cái đó là quyền của đài qua chúng tôi không có một cái 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 phê bình hay chỉ trích gì về cái lối làm việc của đài qua nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là một cái mà mà chúng ta không nói làm lạ mà ngay chính nó vừa tín trước khi ông viết cái bài này là ngày 19 tháng 8 ông có viết một cái bài uh, viết một cái bài để mà nhắc lại cái ngày uh, cộng sản cướp chính quyền và ông nói là cướp chính quyền riêng cho riêng cho đảng thì ông có thanh phiền mở đầu bài ông thanh phiền rằng là uh, cái tờ báo công an tờ, tờ báo an ninh thế giới của công an cộng sản Việt Nam viết về ông thì lại nói ông là một đảng viên của Việt Tân thì ông nói là ông đâu có phải là đảng viên của Việt Tân từ ngày mà ông bỏ đảng cộng sản gần 20 năm nay ông hoàn toàn ông không có ở trong cái đảng phái nào hết tại sao nói ông là, là đảng viên của Việt Tân thì chúng tôi nghĩ rằng bây giờ thì ông cũng là thì ông nạn nhân của cái chuyện mà, mà truyền thông không chính xác thì ông ông ấy cũng là ông ấy cũng là tác giả của một cái bài báo truyền thông không, không truyền thông không chính xác là về cái đài về cái đài từng đội nhân cộng sản thì sau đó ông bị cái tờ báo uh, an ninh thế giới của uh, cộng sản gọi ông là đảng viên của việt tân thì chúng tôi thấy là là cái đó là những cái mà mà truyền thông không chính xác mà ra thành ra chín ông bùa tiếng ông viết những cái báo không chính xác và ông cũng là nạn nhân của những bài báo không chính xác thành ra tôi nghĩ rằng là cái đó là những cái mà mình thấy là, là để 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 như à, sơn tùng bây giờ thưa anh đinh hùng cường đó là để tất cả khán thính giả theo dõi tôi xin đọc lại một cái câu ngắn của bài ông bùi tín viết ông viết như sau ban tổ chức đã mời nhà thơ nguyễn chí thiện đến dự lễ khai mạc trọng thể tượng đài nạn nhân cộng sản vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 thay mặt cho những nạn nhân cộng sản ở Việt Nam cũng là thay mặt cho các chiến sĩ dân chủ Việt Nam nhà thơ Nguyễn Chí Thiện từng bị 5 năm năm tù không xét xử có những câu thơ bi thảm vân vân đó là cái khi cái bài này và ông Bùi Tiến viết như vậy đó là một nhân vật duy nhất người Việt Nam có tên được viết ở trong bài một tượng đài giữa thủ đô Washington người Việt cần biết của ông Bùi Tiến viết cho đài Voa đó nói đến vậy thì tất cả người trong nước nghĩ rằng ông Nguyễn Chí Thiện là một người duy nhất và ông là người đại diện như vậy theo Bùi Tín nói tôi không cái đó. nghĩ như vậy anh Liêm tôi tôi nghĩ là cách này hay cách khác thì như anh Sơn Tùng nói đó ông Nguyễn Chí Thiện là cái người dù sao chăng nữa cũng là người ở trong nước mặc dù ông không có là đảng viên cộng sản và ông không theo cộng sản và ông đứng ngoài đảng cộng sản ông chống cộng sản nhưng mà cái điều mà ông Nguyễn Chí Thiện ông đứng ông nói ở đây tôi thấy hợp lý và đây là cái tượng đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản và ông Thiện là một trong 100 triệu nạn nhân đó do đó, đó cái cái lời nói của ông ông Bùi Tín. Uh, Bùi Tín ở trong này tôi thấy ông ta không có sai nhưng mà có cái điều dễ đưa đến hiểu lầm đó là người trong nước hiểu là ông Nguyễn Chí Thiện đứng ra phụ để làm cái chuyện này thì cái đó là cái hiểu lầm còn cái chuyện mà ban tổ chức ban tổ chức là đúng là bởi vì như thế này mình phải hiểu như thế này nó có cái chính danh chúng ta là ủy ban yểm trợ cho tượng đài và chúng ta xét rằng ông Nguyễn Chí Thượng là cái người xứng đáng đứng ra để nói cái chuyện đó thì chúng ta đề nghị và ông Edward là, là là, là, ban tổ chức là ông ấy căn cứ cái đề nghị của chúng ta bởi vì ông đâu có thể nào ông hiểu hết bao nhiêu quốc gia mà bị cộng sản thống trị làm sao ông hiểu hết tất cả do đó ông ấy đã chấp nhận cái đề nghị của chúng ta và ông ấy mời Nguyễn Chí Thượng tôi thấy có đó không có gì sai cả anh Liêm nhưng mà cái điều mà đáng để nêu rõ ra đó là ông Bùi Tín ông viết cái này đã có một cái như là để ngộ nhận hiểu là oh, cái này là do ông thiện làm không thôi còn không có cộng đồng thì cái đó là không đúng vâng Được. bây giờ chúng tôi xin phần kết luận của nhà văn sơn tùng ông là là chủ tịch của ủy ban yểm trợ xây dựng tượng đài xin ông có phần chót trong vòng một phút Ông xin mời ông thì tôi xin xác nhận lại một lần nữa là cái chuyện mà mời ông chí thiện là hoàn toàn do chúng tôi tức là tôi xin nhắc tiếp theo cái lời của anh hùng cường là chúng tôi đã bàn với nhau để mà kiếm một người để mà có mặt trong cái bữa thảo luận bàn tròn cùng với ông ông Trần Tử Thanh thì cũng đưa ra một số người để mà lựa chọn thì chúng tôi chọn ông Nguyễn Chí Thiện là cũng chỉ vì à, nghĩ chúng tôi không có không có bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện tranh cãi ông Nguyễn Chí Thiện thiệt hay Nguyễn Chí Thiện giả nhưng mà thấy ông là một cái người có thể tượng trưng cho một cái cái cái, cái nạn nhân của cộng sản để cho ông lên tiếng thì là chúng tôi mời ông để để mà, mà, mà đưa cái tên cũng như là địa chỉ để cho ông lên qua ông mời thì chúng tôi thấy là cái chuyện đó nó nó chỉ là một phần nhỏ trong những cái việc mà chúng tôi làm trong suốt 5 năm và những cái đóng góp của tất cả người Việt ở hải ngoại đặc biệt là tại Hoa Kỳ thì chúng tôi thấy rằng là tất cái chuyện ông có nhất thiện chỉ là một chuyện nhỏ như tôi đã nói hồi nãy và cái chuyện mà tham gia của tất cả những người đã đóng góp dù nhiều hay ít vào cái việc xây dựng tượng đài đó thì cái đó mới là quan trọng và những người đó có thể tự hào là đã làm một việc uh, theo cái, cái, cái uh, mệnh lệnh của lương tâm của đạo lý đối với những người Việt Nam nạn nhân cộng sản đã nằm xuống và để cho cái chân nghĩa được sáng ngời khi mà cái tượng đài đó nằm tại thủ đô Washington. Vâng à, thưa quý vị. Ờ, trong ủy ban chúng tôi được may mắn được đóng góp chúng tôi nhận định như thế này bài báo của nhà văn Bùi Tín ông đã vẽ lên một bức tranh thiếu sót và có ý lệch lạc và đây là một bức tranh đã không đầy đủ những yếu tố khi nói đến tượng đại này một cái điểm quan trọng là phải nói tới tất cả sự đóng góp lớn lao của những người Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới đóng góp. Cái điều đó đã không có ở trong bài của ông Bùi Tín. Và khi bức tranh này thiếu sót như vậy thì cái câu hỏi của chúng tôi tiếp theo là sao? Tại sao Đài Hoa lại treo bức tranh có một cách thiếu sót quan trọng như vậy trước công chúng? Đó là phần kết luận của một thành viên chúng tôi Bùi Dương Liêm tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, tôi xin được cảm ơn nhà văn Xuân Tùng cũng như ông Lê Công Cường đã chia sẻ cái phần cảm nghĩ của quý vị trong cái tư cách là một thành viên của ủy ban truyền hình Việt Nam Bùng Hoa Thanh Đốn xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình Thưa tới.